ba con giáp nam nhìn ngoan hiền nhưng hay chán cơm thèm phở dễ ngoại tình tuổi thân đàn ông tuổi thân thường phong lưu đào hoa con giáp này không thích sự ràng buộc và trách nhiệm trong tình yêu quan hệ yêu đương của con giáp này thường không bền vững dễ đổ vỡ bản mệnh còn là người yêu bằng mắt thấy ai đẹp thì mê như điếu đổ khi hết đẹp lại thấy chán tuổi thân không thích cuộc sống bình thường nhạt nhẽo họ hay theo đuổi sự mới lạ kích thích sau khi kết hôn Cuộc sống hôn nhân gò bó khiến họ bắt đầu nảy ra những suy nghĩ về các mối quan hệ ngoài luồng, nhất là khi bước vào tuổi trung niên. Ngay cả khi ở trong mối quan hệ ngoài hôn nhân, tuổi thân cũng cả thèm chóng chán, thích đi tìm của lạ, không ngừng tìm kiếm các mục tiêu mới. Tuổi sửu, đàn ông tuổi sửu vốn nổi tiếng chân thành, thật thà, làm ăn chất phác. Tuy nhiên, cũng có người sẵn sàng làm liều để tìm cảm giác mới lạ trong chuyện tình cảm. Họ chân thành như là với tất cả cả vợ và những người phụ nữ khác. Họ kiểm soát cảm xúc tốt nhưng khi ở trong môi trường phù hợp, con giáp này cũng khó có thể kiềm chế bản thân. Vì thế, tuổi sửu vẫn có thể chán cơm thèm phở, tìm người em nương tựa lúc chán trường. Đặc biệt, con giáp này rất khôn ngoan trong việc che giấu mối quan hệ ngoài luồng. Tuổi mão Tuổi mão có tính cách điềm tính, ôn hòa, ít khi nổi giận, lại biết chăm sóc người khác nên luôn được mọi người xung quanh chú ý, yêu mến đàn ông tuổi mão hiền lành, tốt tính nhưng cũng có điểm yếu. Đó chính là khả năng tự chủ chưa tốt, họ khó làm chủ bản thân, dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nếu tuổi mão đang sống trong một môi trường ổn định, chỉ xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền bỗng nhiên được tiếp xúc với cuộc sống náo nhiệt, nhiều thú vui, nhiều cái mới lạ, họ sẽ dễ bị choáng ngợp, dễ bị sa ngã. Chỉ cần có người có ý định dụ dỗ, tuổi mão rất dễ bị sa ngã. Dù biết kết quả không tốt đẹp cũng sẵn sàng lao đầu vào mối quan hệ đó. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.